Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới nha mọi người. Như chúng ta đã biết thì mới đây ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam để tham gia các show diễn trong những tháng ngày sắp tới. Anh đã chia sẻ một dòng trạng thái trước khi lên máy bay trở về quê hương Việt Nam như sau. Mình xin chia sẻ lại để mọi người cùng nghe nhé. Mạnh Quỳnh xin hẹn gặp khán giả thân thương tại quê nhà nhé. Quỳnh bay đây. Lu bu quá, quên cập nhật các show diễn của Quỳnh trong tháng 1 và tháng 2 như lời hứa. Trước khi bay, vội vàng đăng ngay đây. Đừng quên vào hai kênh YouTube của Quỳnh để xem và theo dõi những ca khúc mới nhé. Thương chúc muôn nhà vui và hạnh phúc. Ca sĩ Mạnh Quỳnh đã post lên là tổng cộng 13 cái poster về các show diễn của anh nha mọi người. Thứ nhất là Xuân Phát Tài ngày thứ bảy, tức là ngày 13 tháng 1 ở tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội nha mọi người. Ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 1 là Mạnh Quỳnh Xuân Quê Hương ở Skyline 36A Hoàng Cầu, bán đảo Hoàng Cầu nha mọi người. Ngày 18 tháng 1 thì ở phòng trà Đồng Dao, Cho Nhau Nụ Cười Xuân. Show này có các bạn đàn gà con nè, Tiết Nhung, Thiên Ngân, Trường Huy, Trường Sang, học trò Dương Huệ cùng với Mạnh Quỳnh. Và show ngày 19 tháng 1 cũng ở tại phòng trà Đồng Dao luôn, Lâu Đài Tình Ái, có hai khách mời là ca sĩ trẻ Sắc Long và Du Ký Ánh Bùi. Tiếp đến là poster tại Mỹ ngày 26, 27 tháng 8 tháng 1, rồi tiếp nữa là vào đầu tháng 2, Hội Hoa Xuân 2024, Giao Thừa Xuân Giáp Thìn. Tiếp tục là chương trình Tình Xuân ngày 4 tháng 2 năm 2024, rồi Hội Chợ Tết luôn, vẫn như thường niên, diễn ra tại ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Rồi chương trình Mừng Xuân Giáp Thìn ở tại Chùa Tây Phương, diễn ra ngày thứ 6, ngày 9 tháng 2 năm 2024. Chương trình này vào cửa tự do. Rồi ở tại tỉnh xá Ngọc Nhiên, Dạng Sự Như Ý, ngày 11 tháng 12 năm 2024 nha mọi người. Rồi tiếp là chương trình Xuân Vui Ca của Trung tâm Tiếng Nga, diễn ra ngày 18 tháng 2, ngày Chủ nhật năm 2024. Vậy là sơ sơ cũng đến 12, 13 show trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Phải nói rất là đắt show chương trình Tết nha mọi người. Thì khi Mạnh Quỳnh chia sẻ là đang bay về Việt Nam để biểu diễn các show ở cuối tháng 1 ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì fan hâm mộ chúc chú một chuyến bay bình an, có thật nhiều sức khỏe. Mến chúc anh những gì tốt đẹp nhất và chúc cho các show diễn tại quê nhà lần này của chú cũng sẽ tràn ngập yêu thương, bay an toàn. Chúc anh bay thuận lợi bình an, chúc các show diễn thành công. Đại đa số những dòng bình luận để lại là cầu chúc cho ca sĩ Mạnh Quỳnh thuận lợi bình an về Việt Nam, các show diễn thành công như ý. Và khi thấy ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ các poster đi diễn trong mùa xuân năm mới như thế này thì fan hâm mộ rất là vui, cũng như cầu chúc cho nhiều sức khỏe, tại vì có sức khỏe mới có thể bay tới bay lui và các show nó ở cách xa nhau như vậy. Nhưng hy vọng rằng thì anh vẫn đủ sức khỏe để đảm bảo chạy hết các show, và bên cạnh đó mọi người, nhất là fan hâm mộ của ca sĩ Mạnh Quỳnh, rất mong muốn anh có các show diễn nhiều hơn ở tại quê nhà Việt Nam. Trở lại thông tin mới nhất đến từ quản lý Diễm Phạm, thì mới đây sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam thì quản lý Diễm Phạm đã chia sẻ một đoạn livestream clip trên trang Facebook của mình. Đó chính là cái hoạt động tiếp tục hành trình thiện nguyện của Buddha Chai. Và hôm nay thì quản lý Diễm Phạm cùng với ekip của mình đã đến công viên Thanh niên Gia Định nha mọi người, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đây sẽ diễn ra chương trình ẩm thực chay, và chắc chắn Buddha Chai sẽ có một cái gian hàng ở tại công viên này để cùng nhau mang đến cái Tết ấm no hơn cho những hoàn cảnh cơ nhỡ.
Và trong đoạn livestream này thì Diễm Phạm có chia sẻ một số hình ảnh đang diễn ra ở tại công viên. Tuy là cái việc trang trí đang trên đà hoàn thiện cũng như là chưa có xong, nhưng mà Buddha Chai cũng đã có cho mình một cái vị trí, đó chính là một cái gian hàng khá là rộng rãi. Và đây, trong những ngày sắp tới khi chương trình Xuân diễn ra thì Buddha Chai sẽ có một cái gian hàng ẩm thực ăn chay ở đây, và Diễm Phạm đã cùng với ekip của mình hôm nay đến quay cho mọi người xem cũng như chia sẻ nhiều điều khá thú vị trong những cái chương trình thiện nguyện sắp tới của Buddha Chai. Và trong buổi livestream này thì mình thấy có rất nhiều những bình luận của fan hâm mộ dành cho quản lý Diễm Phạm, chúc mừng sức khỏe cũng như luôn cầu chúc cho Diễm Phạm vượt qua nỗi đau mất mẹ vừa mới xảy ra. Bên cạnh đó thì trở về với Buddha Chai, trở về để chăm sóc cho các con của chị hai, tiếp tục công việc mà chị đang còn dang dở. Thì phải nói quản lý Diễm Phạm trong thời gian qua cũng đã cố gắng hết sức mình làm những điều có thể, bên cạnh đó vẫn quản lý Buddha Chai làm ăn rất là tốt. Hiện tại thì hai quán chai của chị hai ngày càng đông thực khách đến để ủng hộ, và mình thấy có nhiều chương trình mà Buddha Chai đã tham gia được và cũng như có nhiều bước phát triển mới ngày càng đa dạng hơn. Và bên cạnh đó thì khi Diễm Phạm chia sẻ khung cảnh ở công viên trong những ngày giáp Tết rộn ràng như thế này, mọi người thấy là có rất nhiều những cái tiểu cảnh khá là đẹp trong công viên, thì chắc chắn Buddha Chai cũng phải trang trí gian hàng của mình đẹp và bắt mắt nữa. Thì cũng xin cầu chúc cho Diễm Phạm cùng ekip có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường mà mọi người đang rất là ủng hộ. Riêng hôm nay Yuyuno có chia sẻ nhiều bức ảnh rất là vui, đó là Yuyuno tham gia chương trình đấu trường ẩm thực của đài truyền hình. Đây là một cái chương trình khá là có nhiều fan đang hóng chương trình này, cũng như chương trình này thì Di phải đi quay khuya, do đó cũng tốn khá nhiều công sức. Nhưng sau đó về thì Yuyuno vẫn cố gắng làm tiếp cái công việc hậu trường để ra MV phục vụ cho fan hâm mộ trong dịp Tết đến xuân về. Còn riêng Tiết Dung hôm nay cũng có chia sẻ một số bức ảnh, đó là những món ăn ngon mà Tiết Dung chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình. Phải nói là Tiết Dung rất hay chia sẻ các hình ảnh, các món ăn mà mình đã có thể làm và trông rất là bắt mắt, cũng như fan hâm mộ nhìn vào thì khen rất là nhiều, những lời khen nào là món ăn ngon, cũng như thấy được sự chỉnh chu về bếp núc của Tiết Nhung.